Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Lúc 7 giờ 40 phút, các bị cáo được dẫn giải tới tòa. Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, xuống khỏi xe thùng đầu tiên và nhanh chóng được đưa vào kiểm tra qua cửa an ninh, rồi lên phòng xử. Phiên tòa này được hội đồng xét xử bố trí phòng báo chí cho các phóng viên báo đài theo dõi phiên tòa qua màn hình. Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, bị cáo đã nhận tội và nộp lại 18,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Hưng có đơn xin xét xử vắng mặt, nhưng sáng 25 tháng 12 vẫn có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Lê Văn Nghĩa, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xin hưởng án treo. Bị cáo Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không có tội đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra từ 25 đến hết ngày 27 tháng 12. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky và Lê Hồng Sơn, cựu tổng giám đốc công ty Blue Sky, hối lộ hơn 38 tỷ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Đến khi vụ án bị điều tra, Hằng nhờ Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó tổng giám đốc công an thành phố Hà Nội, tìm người lo giúp để không bị xử lý hình sự. Nhận lời, Nguyễn Anh Tuấn kết nối Hằng gặp Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, lúc đó là điều tra viên chính của vụ án chuyến bay giải cứu. Hằng đã đưa cho Tuấn 2,65 triệu USD. Sau đó, Tuấn chuyển cho Hưng hơn 2,2 triệu USD để chạy án. Trong 13 lần Hằng đưa tiền cho Tuấn, có 12 lần Hằng trực tiếp đưa 2,4 triệu USD cho Tuấn tại nhà Tuấn từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, sau này Hằng và Sơn vẫn bị khởi tố, bắt giam. Giai đoạn sau ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác. Mặc dù không còn nhiệm vụ quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng Hưng vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Nguyễn Anh Tuấn khai đưa cho Hưng 3 lần, tổng số 1 triệu USD. Kết quả điều tra xác định, Hưng 2 lần nhận từ Tuấn tổng số tiền 800.000 USD. Chiều ngày 17 tháng 7, sau khi nghe bản luận tội của Viện Kiểm sát với mức án đề nghị từ 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoàng Văn Hưng tiếp tục phủ nhận cáo trạng và kêu oan trong vụ án. Bên cạnh kêu oan, bị cáo Hưng tiếp tục phủ nhận mình nhận chiếc cặp mà bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhờ người mang đến, trong đó có 450.000 USD. Hưng khai trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang. Bị cáo Hưng cho rằng, tại phiên tòa, lời khai của bị cáo Hằng là lời khai có định hướng nhằm bảo vệ lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và gây bất lợi cho mình. Hoàng Văn Hưng khai có gặp, trao đổi với Tuấn, Hằng và hướng dẫn Hằng ra tự thú nhưng không nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Hằng hoặc Nguyễn Anh Tuấn. Bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, đây vẫn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến bị cáo này bị truy tố oan. Nguyên nhân chính dẫn tới bị truy tố oan, theo Hưng, là do các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo Hưng cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã cố tình buộc tội oan đối với bị cáo. Nói tới đây, chủ tọa Vũ Quang Huy nhắc bị cáo Hưng bào chữa cho mình nhưng cũng không đổ tội cho người khác, phải dùng thuật ngữ cho chính xác. Bị cáo Hưng tiếp tục tự bào chữa, cho rằng cơ quan điều tra đã tự gán cho bị cáo tội lừa đảo và ra quyết định khởi tố bị can. Việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố như vậy hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ nào mà chỉ dựa vào lời khai duy nhất của anh Nguyễn Anh Tuấn. Bản thân bị cáo là người trong cùng cơ quan cũng không có bất cứ cơ hội nào được giải trình, được trình bày về những lời khai của anh Tuấn và đó cũng là căn cứ để buộc tội bị cáo Hưng trình bày. Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng nói do xúc động nên không thể trình bày thêm nữa và chỉ nhắn nhủ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Giữa bị cáo với anh Tuấn, bị cáo tin rằng khi anh Tuấn suy nghĩ thông suốt và khi không bị tác động thì sẽ không thông tin như vậy. Với đạo nghĩa và tình người thì bị cáo nghĩ anh Tuấn sẽ suy nghĩ lại, bị cáo Hưng trình nói.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Hằng, Tuấn, đơn tố giác của Hằng và Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky, căn cứ lời khai của một số người khác, dữ liệu điện tử trích xuất camera, tòa cho rằng bị cáo Hưng đã nhận chiếc cặp có chứa 450.000 USD. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD, tương đương 18,8 tỷ đồng và đã quyết định tuyên phạt bị cáo này mức án tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. Tại phần tranh luận ở cấp sơ thẩm, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Hưng 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Hoàng Văn Hưng tiếp tục kháng án kêu oan, cho rằng bản thân không phạm tội. Tuy nhiên, trước ít ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Hưng đã thay đổi quan điểm trước những cáo buộc, quy kết của cấp sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng có 3 luật sư bào chữa. Để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới, đã có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 12 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết, bị cáo này bất ngờ nhận tội, đồng thời tác động nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với đó, bị cáo Hưng có đơn xin được xét xử vắng mặt. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã đưa tin, từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo bản án sơ thẩm, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tập hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao thông qua Cục lãnh sự có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo, chủ trì và xin ý kiến, trao đổi thống nhất với các bộ, trong tổ công tác và báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt, quyết định và thông báo việc thực hiện chuyến bay. Các bộ còn lại gồm Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch cho ý kiến việc phê duyệt gửi Bộ Ngoại giao. Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ cho chủ trương cách ly tại địa phương. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, các bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly, đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền. Cuối tháng 1 năm 2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc, sau đó Hằng đến nhà Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nhờ Tuấn tìm người giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự vì đã có hành vi đưa hối lộ. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn đã điện thoại hỏi Hưng về việc của Hằng và Sơn trong vụ án. Hưng nói là điều tra viên thụ lý chính vụ án, Sơn và Hằng là đối tượng đang bị điều tra. Do vậy, Tuấn nhờ Hưng giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự và Hưng đồng ý. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết. Trong quá trình đó, Hằng đã nhiều lần đưa tiền cho Hưng thông qua Tuấn. Tuy nhiên, sau nhiều lần đưa tiền nhưng Lê Hồng Sơn vẫn bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ, nên Nguyễn Thị Thanh Hằng đề nghị Nguyễn Anh Tuấn sắp xếp cho Hằng và Hoàng Văn Hưng gặp nhau tại nhà Tuấn. Tại cuộc gặp này, do biết rõ Hưng đã được điều chuyển công tác và Hằng đã chi tiền theo yêu cầu của Hưng nhưng Sơn vẫn bị bắt, nên Hằng và Tuấn tiếp tục hỏi Hưng có kiểm soát được tình hình không. Hưng khẳng định vẫn kiểm soát được bình thường. Về việc Sơn bị bắt, Hưng giải thích, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát có quan điểm là tài liệu chứng cứ còn chưa thật đầy đủ, nhưng cục nghiệp vụ A01 Bộ Công an có quan điểm gay gắt, nên sau khi trao đổi, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thống nhất khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Sơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.